Người kinh doanh hoa ngày 8 tháng 3 thang, nhiều khách ghé lại trả giá rồi rời đi. Trong ngày 8 tháng 3 năm nay, nhiều người kinh doanh mặt hàng hoa trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ rằng bán không chạy như mọi năm. Nhiều khách ghé lại xem, hỏi và trả giá, sau đó rời đi. Hoa là một trong những mặt hàng được nhiều người lựa chọn để làm quà tặng trong những dịp lễ đặc biệt, trong đó có Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Hoa được nhiều người chọn làm quà tặng trong những dịp lễ đặc biệt. Ngày 8 tháng 3, tiệm hoa hoạt động hết công suất. Đơn hàng tăng 10 lần 14,50 từ vào những ngày lễ như 20.10, 8.3, 14.2 dọc hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều loại hoa sặc sỡ đua nhau khoe sắc. Trong ngày 8 tháng 3 năm nay, nhiều loại hoa được bày bán. Tùy vào kích cỡ và loại hoa mà có những mức giá khác nhau. Dao động từ 30.000, 600.000 đồng. Trong khi đó, một số tiệm hoa lớn vẫn đông khách ngày 8 tháng 3 nhiều loại hoa với kích cỡ, màu sắc khác nhau. Dọc hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, nhiều loại hoa sặc sỡ sắc màu được bày bán kinh doanh hoa trên đường Nguyễn Văn Cừ mấy chục năm nay vào những ngày lễ. Chị Lê Thị Thanh Hương chia sẻ từ sáng đến giờ chỉ bán được 2 bó hoa. Năm nay ế quá, không có khách. Mọi năm những bó hoa nhỏ có giá 40.000 đồng này bán chạy lắm. Vào sáng ngày 8 tháng 3 là học sinh, sinh viên mua nhiều vô kể, đếm không hết. Còn năm nay hoa nhỏ cũng không bán được huống hồ gì bó to. Chị Hương cho biết. Chị Hương chia sẻ thêm, người ta cứ dừng lại hỏi xong trả giá, mình không bán được thì họ bỏ đi. Bó hoa lời có bao nhiêu đâu, nếu bán thì lỗ. Một bó hoa 150.000 đồng mà lại trả 130.000 đồng thì sao tôi bán được? Chị Hương nhiệt tình tư vấn các loại hoa cho khách. Chị Hương kể mấy năm trước bán được nên bày hàng rất nhiều và thuê thêm sinh viên đứng bán. Tuy nhiên, năm nay phải chia nhỏ hoa ra nhiều nơi khác nhau để bán chứ dồn lại một chỗ bán không được. Bán không được nên tôi không dám thuê ai mà toàn kêu người nhà ra phụ. Làm ăn khó khăn, ai cũng thắt chặt chi tiêu nên dường như với nhiều người hoa không còn quá cần thiết trong mấy ngày lễ nữa. Tôi nghĩ chắc vì vậy nên mới ế, chị Hương cho hay. Một sạp hoa trên đường 3 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh, vào sáng ngày 8 tháng 3 cũng có gian hàng hoa ở gần đó. Khi được hỏi tình hình buôn bán trong ngày 8 tháng 3 năm nay thế nào, bà Thanh liền trả lời vắng hoe. Tôi bán từ ngày hôm qua nhưng ế. Sáng giờ cũng chỉ được lai rai vài người khách. Còn nãy giờ rảnh nên ngồi không, bà Thanh nói. Những người kinh doanh hoa trên đường Nguyễn Văn Cừ ngồi không? Bấm điện thoại hoặc nói chuyện vì vắng khách ở bên kia đường. Kim Thảo, 30 tuổi, chia sẻ bày hoa ra bán từ ngày hôm qua nhưng chưa có nhiều người mua. Hôm nay đã đỡ hơn một chút. Cô hy vọng tối nay sẽ đông khách hơn. Khách ghé lại trả giá nhiều lắm, có người còn trả chỉ nửa giá vốn. Mình không phải nói thách nên trả vậy sao bán được. Họ trả giá xong rồi đi qua xem những gian hàng khác để xem có chỗ nào bán thấp hơn không nhưng giá cả ở đây đều ngang ngửa nhau. Đứng gian nắng mà bán vậy không đủ vốn nữa, Thảo chia sẻ. Thảo cho biết thêm ngày 8 tháng 3 năm nay hoa làm bằng len được các bạn trẻ mua khá nhiều. Vì làm hoa len rất tốn công. Giá bán từ 45.000, 50.000 đồng một cây. Những mẫu hoa len dễ thương cũng được nhiều bạn trẻ chọn mua một sạp hoa trên đường Cách Mạng tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh, cũng vắng hoe trong ngày 8. Ba vào những dịp lễ, Nguyễn Thu Huệ, 28 tuổi, phụ mẹ bán mặt hàng hoa trên đường Nguyễn Văn Cừ nhiều năm nay cũng chia sẻ rằng khách mua lai rai chứ chưa nhiều. Hoa có nhiều loại từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng. Ngày 8 tháng 3 chủ yếu bán được những hoa nhỏ còn bó lớn thì trong dịp lễ tình nhân sẽ đắt hàng hơn. Huệ cho biết, nhiều người kinh doanh hoa trông chờ vào buổi tối sẽ có khách mua nhiều hơn sau khi trả giá bó hoa sáp từ 150.000 đồng xuống 120.000 đồng nhưng người bán không chịu. LTHP, 25 tuổi, ngụ tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, bỏ đi. Khi được hỏi lý do vì sao trả giá, P cho biết, mình sợ bị nói thách nên cứ trả vậy nếu được thì mua còn không sẽ đi chỗ khác. Trên đường này nhiều chỗ bán hoa nên mình cứ hỏi thử xem giá cả như thế nào. Ở đâu bán rẻ hơn thì mình mua thôi. Những món quà lưu niệm được bày bán trong ngày 8 tháng 3 ngoài hoa, gấu bông cũng được bày bán nhiều trên đường Nguyễn Văn Cừ.